tiếng đó. Mình đã có thể các bạn tạo cơ sở dữ liệu cách riêng trên công nghệ Azure. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn dùng cơ sở dữ liệu đó để sao dữ liệu và từ cơ sở dữ liệu lên trên một trang web của mình. Thì đầu tiên mình tạo một cái project để tạo cái bản thảo vừa để chứa dữ liệu từ database mình nhớ lên. Tiền luôn thư viện của thư viện để kết nối cơ sở dữ liệu cái gì thì cái thư viện này tôi mình sẽ cho đường link cho các bạn thấy.
tạo dữ liệu cho nó. Thank you.
cơ hội để chọn nguyên liệu từ đây tới đây để sau mình sẽ trải dụng cái nguyên liệu suốt. Trên cái bảng số vô để lấy dữ liệu từ cơ sở liệu bên trong máy vô để truyền lên cái thẻ cơ đơn này hiển thị trên cái bảng. Các bạn làm thêm thank you.
đó nghe thì cái số cột của mình nó bắt đầu bằng số 1 chứ không phải là số 0 nha. Thử thử xem. Cơ sở dữ liệu mình nó đã load lên đúng như hồi nãy mình khởi tạo bảng, anh cho cái đoạn xong.